Cũng cảm nhận người anh cũng mua theo. Đâu, mua theo có gì anh chạy. Chắc đang chờ mua một chút anh về xong cái mất. Nói mà nó có hại, vì cũng có anh 3.000 đô đó. Để cái qua ngày sau anh trả thù lại mình. Mình tội nghiệp cái mình nói là giúp gì cái qua ngày mai anh để bụng con đó làm chơi là du kích. Nguyên đó bỏ mình. Nó phải không? Anh chỉ có ví dụ có cái là giả sai thôi. Nghe ca kêu cái là lập định phải nghe giả sai thôi. Đó thấy không? Ủa có gì? Chỉ có cái câu đó thôi mà giờ anh qua anh cứ để bụng như là để bụng. Ủa giả sai là ngày dưới rồi. Bởi vì giờ nãy giờ qua nó ngồi nó kê anh quá trời luôn à. Mình đang mới không muối ớt không để muối ớt. Không ai. Em ráng em suy nghĩ con muối ớt. Bỏ mang đồ quê.
Đúng rồi.